Phòng Thái Phạm và nhóm làm phim Việt Catholic San Jose xin kính chào quý khán giả. Kính thưa quý khán giả, hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 11 năm 2016, Cẩm Hồng hiện đang có mặt tại Trung tâm Công giáo vào lúc 10 giờ sáng để gửi đến quý vị một vài hình ảnh của Thánh lễ Đồng Tế dưới sự chủ sự của Đức cha McGrath thuộc địa phận San Jose. Kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay trên toàn thế giới và cũng tại San Jose, Bắc California, mọi giáo dân Việt Nam đều hân hoan kỷ niệm 25 năm ngày các bậc tổ tiên của chúng ta vì yêu mến Chúa Kitô đã hy sinh mạng sống, được tôn phong lên bậc hiển thánh. Ra đây, Cẩm Hồng và Thái Phạm xin gửi đến quý vị một số hình ảnh về thánh lễ kỷ niệm 25 năm tôn phong 117 các thánh tử đạo Việt Nam. Look at those gifts that have been given to us, see how we use them, and ask the Lord for his understanding, his mercy, and his forgiveness. And so we pause and reflect. Nay chúng con dâng lời cảm tạ, Chúa Chí Tôn cao cả bao dung, ban xuống cho nước con bao gương sáng anh hùng, cho giáo hội ngát thơm lộc đầu mùa hoa trái. Mẹ Chí Thánh khiêm nhường nhân ái, cầu bầu thương dân Việt đầy ân sủng bình an,
để giáo đoàn tấu vang bài vinh tôn Thánh Chúa. Xin các đấng quan thầy cầu bầu cho máu thấm vào đất Việt, dưỡng nuôi cội nguồn đức tin sinh quả ngọt, danh lừng vang khắp chốn, vun trồng trồi lộc hậu thế trổ mùa thương, để làn sóng hòa bình công lý cuộn trào dâng, khơi ngọn lửa sự thật hiệp thông bừng cháy mãi, diệt bóng đêm đen giữa tương trí nhân loại, xua niềm sợ hãi trong tâm khảm người ngay, cho chim hòa bình ngập vành thiên tuế ngập trời bay, đón Chúa ngôi ba ban ơn canh tân tràn đất mới, theo làn hương trầm chúng con cùng cúi lạy, xin đổ tràn ân phúc trạch cho giáo hữu nhân hiền, cho giáo hội chúng kiên cầu dân an quốc thái, đoàn chúng con cùng kính bái. Amen. All powerful ever living God, turn our weakness into strength. As you gave your martyrs, the martyrs of Vietnam, the courage to suffer death for Christ, give us the courage to live in faithful witness to you. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Đức cha Alfonso Fe trong thư chung năm 1798 xác định cái cách để chống lại bách hại tốt nhất chẳng phải là xung đột tương giáo, mà là đức tin, là cử lời cầu nguyện và đức bác ái. Thì không lạ gì mà dân chúng ở Hà Nội, như tôi đã kể một lần, thán phục lòng bác ái của các Kitô hữu, giống như là lương dân tại Roma khâm phục lòng thương yêu của các Kitô hữu thời sơ khai. Vì chúng ta tự đặt câu hỏi là thời nay những người dân ở vùng San Jose ở đây, liệu họ có nhận xét về chúng ta như vậy không? Kìa, xem những người công giáo, người theo đạo Chúa, họ tốt lành, họ sống công chính, họ thương yêu nhau như thế nào? Từ đạo rốt cuộc có nghĩa là người làm chứng. Làm chứng cho đức tin, cho tin mừng, cho chính Chúa Giêsu. Thì các vị tử đạo Roma cũng như tử đạo Việt Nam không chỉ làm chứng cho Chúa qua cái chết, mà còn qua chính cuộc sống, qua lối sống hàng ngày. Và cũng vì cái lối sống đó, thông tin mừng đó, đã từng bước một giúp các ngài có sức mạnh đủ để chấp nhận cái chết vì Chúa, vì lòng kính mến Chúa, chứ không phải tự nhiên mà chết được như vậy. Trước khi chết vì đạo, các ngài đã biết sống đạo. Và chính cuộc sống của các ngài mang lại ý nghĩa của cái chết của mình. Cái chết từ nó không là cái gì hết, nhưng mà cái lối sống của các ngài đã mang lại ý nghĩa cho cái chết vì lòng tin. Thì ngày lễ các thánh tử đạo Đức Việt Nam hôm nay được theo đạo Hiếu được coi là ngày giỗ, cũng là ngày Thanksgiving của giáo hội Việt Nam, là ngày tạ ơn các vị tiền bối đã để lại gương sáng cho chúng ta. Thì chúng ta tạ ơn Chúa vì cái gương sống và chết vì đạo, vì con đường phúc âm của 117 vị thánh, một chân phước nước Việt, cũng như gương sáng của trên 100.000 vị khác đã bị bách hại tuy là không có chết. Những người đó giáo hội gọi là những người tuyên xưng đức tin, confessors of the faith, as opposed to the witnesses to the faith. Thì chúng ta cầu nguyện để chúng ta theo gương các ngài bước đi trên con đường sống vì Thiên Chúa và cho con người, thì đó chính là cái sự sùng đạo chân thật. Xin dâng lên lễ vang xin.
Thưa tôi là Nguyễn Trung Hòa, là liên đoàn phó ngoại vụ của Liên đoàn Liên minh Thánh Tâm thuộc giáo phận San Jose. Xin kính chào quý khán giả của Đài Việt Catholic. Dạ thưa anh, cho em biết là trong cái thánh lễ để tưởng niệm 117 các thánh tử đạo Việt Nam, thì anh muốn truyền đạt cảm nghiệm của anh thế nào về các gương sáng mà các bậc tổ tiên của chúng ta qua những năm tháng đã phải chịu bách hại. Xin anh cho biết cảm nghiệm của anh. Vâng, thưa quý vị, trước đây 500 năm, chúng ta chưa có được ánh sáng phúc âm chiếu rọi đến Việt Nam. Kể từ khi có quý vị thừa sai đã đưa ánh sáng phúc âm tới Việt Nam, thì cha ông chúng ta đã có niềm tin tôn giáo. Và giáo hội Việt Nam đã hơn 300 người hy sinh tử vì đạo. Và chúng ta đã có 117 vị thánh tử đạo hiển thánh. Và có một vị á thánh, đó là thầy André Phú Yên, cũng sắp sửa chuẩn bị được phong hiển thánh. Chúng tôi thấy là chính là cái mầm đức tin quý tổ tiên của chúng ta đã đổ máu đào để chứng minh cho đức tin của mình. Và nhất là trong giai đoạn khó khăn của giáo hội Việt Nam hiện nay, thì chúng tôi thấy rằng mọi người phải luôn luôn hy sinh và nghĩ rằng cái đức tin của mình là vô cùng quan trọng. Vì Chúa đã phán, nếu lờ lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì. Và chúng ta thấy rằng chúng ta phải giáo dục con cái chúng ta, nhất là những vị gia trưởng trong gia đình, làm sao để con gái cái chúng ta nó noi gương được các thánh tiền nhân, các thánh tử đạo đã hy sinh vì đức tin, đổ máu đào ra để chứng minh cái tôn giáo của chúng ta là việc quan trọng nhất trong đời sống tâm linh của chúng ta.